Các bạn ơi, cá bống là một món ăn dân dã, phổ biến và rất được ưa chuộng. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể chế biến ra được một món cá bống ngon, hợp khẩu vị? Chính vì vậy, hôm nay mình sẽ trợ giúp cho các bạn, đó là món cá bống kho tiêu xanh. Một món ăn rất hợp trong những bữa cơm gia đình. Nhanh, đơn giản, dễ làm và đặc biệt rất chỉ là ngon nha các bạn. Để chuẩn bị được món cá bống kho tiêu xanh ngày hôm nay, chúng ta cần 800 g cá bống. Chúng ta có 30 g hành hoa, 15 g tỏi xay, 15 g hành tím xay, 15 g tiêu xanh và 3 quả ớt đỏ cay. Chúng ta có các gia vị cơ bản gồm có muối hột 5 g, đường cát 30 g, bột nêm 20 g, nước mắm 22 g, nước màu đường 8 g và dầu màu đều 8 g. Các bạn ơi, cá bống ngày hôm nay mình sử dụng nó là cá bống biển, hay còn được gọi bằng một cái tên khác đó là cá mối nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ướp cá, chúng ta sẽ lần lượt cho cá vào một cái thau. Chúng ta lần lượt cho gia vị vào cá để chúng ta ướp cá nha các bạn. Chúng ta sẽ cho tiêu xanh, muối hột, đường cát, bột nêm, hành tím xay, nước mắm, tỏi xay, nước màu đường, dầu màu đều. Chúng ta sẽ cho hết vào trong cá, xong chúng ta sẽ trộn đều để cho cá thấm gia vị nha các bạn. Chúng ta sẽ chọn đều cá với gia vị và chúng ta sẽ để cá được thấm trong vòng 30 phút nha các bạn, trước khi chúng ta sắp vào nồi chúng ta kho nha các bạn. Cá của chúng ta sau khi ướp đã thấm, bây giờ chúng ta sẽ sắp cá vào nồi nha các bạn. Chúng ta sẽ lót một ít đầu hành và hành hoa xuống dưới đáy nồi. Các bạn có thể chẻ một lớp mía các bạn lót xuống dưới đáy nồi cũng được nha các bạn. Chúng ta sẽ lần lượt sắp cá vào trong nồi. Các bạn nếu như nhà các bạn có nồi đất, các bạn nên sắp nên kho cá bằng nồi đất hoặc nồi gang thì cá sẽ ngon hơn nha các bạn. Cá của chúng ta sau khi đã được sắp ngay ngắn hết vào nồi, cái nước kho cá ở trong nồi lúc nãy chúng ta ướp á các bạn, các bạn đổ hết vào nồi kho cá nha các bạn. Chúng ta sẽ dùng thêm một chút xíu nước, chúng ta chán cái nồi ướp cá khi nãy, xong đó chúng ta sẽ cho vào nồi cá nha các bạn. Các bạn đổ nước cá hơi xâm xấp, xong đó chúng ta sẽ bắt cá lên bếp chúng ta kho. Các bạn ơi, với cách kho cá như thế này, chúng ta có thể sử dụng bộ công thức này để kho những loại cá thân nhỏ, rất chỉ là ngon và hợp khẩu vị nha các bạn.
Các bạn ơi, mình rất hy vọng là những món ăn mình mà mình đã chia sẻ được mang từ nhà hàng xuống sẽ một phần ở đó góp phần mang lại những bữa cơm ngon cho những gia đình. Nên trong quá trình làm, nếu các bạn có gặp khó khăn gì, các bạn có thể comment ở dưới phần bình luận ở dưới cho mình biết, mình sẽ hỗ trợ các bạn. Các bạn ơi, nồi cá chúng ta bây giờ đã sôi, chúng ta nhỏ lửa lại. Sau đó chúng ta sẽ kho cá trong vòng từ 30 tới 45 phút nha các bạn. Chúng ta sẽ kho từ từ cho nước và gia vị được rút và thấm vào mình cá nha các bạn. Các bạn ơi, nồi cá của chúng ta khi sôi, các bạn nhìn thấy có hấp dẫn không nào? Nồi cá kho của chúng ta bây giờ nước đã cạn và sánh lại. Bây giờ chúng ta sẽ cho thêm hành lá và rải tiêu lên là được rồi nha các bạn. Nhìn nồi cá kho là mình rất háo hức và muốn được đi ăn cơm rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, bây giờ món cá kho của mình đã hoàn thành rồi. Chúc các bạn thành công với món cá kho mà mình đã chia sẻ. Vui quá đấy. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy bấm subscribe, đăng ký, bấm vào chiếc chuông và chọn tất cả. Hãy cho mình một like để ủng hộ mình và đừng tiếc gì một nút share để share video này đến với nhiều người hơn. Xin cảm ơn các bạn.